Cô gái ngọt ngào, căng mọng này đang nằm ngả ra đất. Rõ ràng sở hữu thân hình 45kg hoàn hảo, nhưng vừa đặt mông ngồi xuống đã làm sập luôn chiếc ghế sắt. Nhân viên phục vụ đổi ghế sofa cho chị nhưng kết quả. Không chỉ có vậy, khi cùng bạn trai chèo thuyền thì anh người yêu lại vênh lên hẳn lên, chơi nhảy cầu lại càng đáng sợ hơn. Nhảy xuống thì nước bắn phải cao đến 5m như có mưa bão quét qua. Cậu bé vô tội cũng bị đưa lên trên cây cao. Trong mắt bạn trai, cô là người phụ nữ có thân hình sexy, bốc lửa, còn trong mắt người khác, cô là người mập mạp với thân hình đẫy đà, bị người ta chê cười. Câu nói người yêu trong mắt Hóa Tây Thi chính là để dành cho anh ấy. Vốn dĩ là một sát thủ tình trường, ngoại hình thì bình thường nhưng tự tin thì vô đối. Cả ngày anh chỉ quanh quẩn trong các quán bar để tán gái, chuyên môn chọn em xinh đẹp, gợi cảm để ra tay. Anh có tâm hồn của một fuckboy nhưng lại không có nhan sắc của fuckboy nên chuyện tán gái thất bại liên tiếp. Ngày hôm ấy khi anh đang đi thang máy thì đột nhiên gặp phải sự cố. Anh cùng với một nhà thôi miên bị nhốt bên trong. Bởi vì thời gian chờ cứu hộ quá nhàm chán nên hai người lột đồ rồi cùng nhau nói chuyện cuộc đời. David nói với nhà thôi miên về quan điểm lựa chọn bạn gái của mình. Anh nói tính cách không quan trọng, phụ nữ xinh đẹp mới là nhất. Nhà thôi miên cảm thấy anh quá tầm thường. Để thay đổi suy nghĩ của ông đã tiến hành thôi miên anh. David mặt đầy sững sờ, lão nhà thôi miên này chắc là chập mạch. Mà anh không biết kịch hay chỉ vừa mới bắt đầu. Ra ngoài, lần đầu tiên David được một cô gái xinh đẹp chủ động bắt chuyện. Sau khi lên xe lại càng tình trạng y thiếp cười nói vui vẻ, thậm chí còn hẹn gặp lại để tìm hiểu nhau sâu hơn. Vận đào hoa đến muốn cản cũng cản không được. Đến quán bar, anh lại làm quen được cô gái khác. Anh bước đến trung tâm của sàn nhà, nhiệt tình tương tác với người đẹp. Mà những cô gái này nhìn anh như mèo thấy mỡ, cực kỳ chủ động. Có đánh chết cũng không nghĩ rằng mình có ngày hôm nay. Đêm nay anh nhất định phải chơi cho tới bến. Cho đến khi bạn thân của anh nhìn thấy cảnh tượng này. Một hôm đang lái xe, anh bất ngờ bị một cô gái xinh đẹp bên đường thu hút nên nhanh chóng theo chân cô gái đến cửa hàng. Một người mập đang chọn đồ lót nhưng trong mắt anh, cô gái ấy đã biến thành một người xinh đẹp, quyến rũ. David tràn đầy tự tin, bước đến bắt chuyện, làm quen, anh còn tự thấy rằng mình rất hài hước. Kết quả làm cho cô gái cực kỳ phản cảm, nhận ra mình đã nói những lời không đúng. Để xin lỗi cô, anh mời đối phương đi ăn một bữa. Nói chuyện mới biết cô gái tên là Anna, không chỉ xinh đẹp lại còn tốt bụng, đúng mẫu người mà David thích. Đang nói chuyện thì chiếc ghế Anna đang ngồi đột nhiên bị gãy. David nhanh chóng chạy tới giúp đỡ. Sau đó còn khiển trách nhà hàng, sao lại sử dụng ghế rác rưởi như vậy? Bọn họ bước ra bên ngoài, hai tên đàn ông cười nhạo, nói mỉa mai. Anna ăn nhiều hơn con lợn. David bật mốt bảo vệ, anh xông vào tìm gã lý luận cho ra nhẽ. Mấy thằng rác rưởi chúng mày đã bao giờ có người yêu xinh đẹp mà nóng bỏng như vậy chưa? Hai anh chàng cười lớn, chưa. Đúng là cô nàng béo ấy chỉ có mình anh là yêu được. Lần đầu tiên được người khác bảo vệ, Anna vô cùng cảm động. Nhân cơ hội đó, anh đề nghị hẹn hò với Anna. Anh cũng tình cờ biết được Anna chính là con gái của ông chủ mình. Theo đó, David lập tức lên kế hoạch tấn công. Người đàn ông này bị thôi miên, cô bạn gái quyến rũ, xinh đẹp trong mắt anh. Thực ra trong con mắt của người khác trông thế này nhưng anh lại không hề hay biết gì. Hai người hẹn hò gọi một cốc trà sữa siêu to khổng lồ. David vẫn chưa kịp uống miếng nào, vừa ngoảnh mặt đi một lát quay lại đã thấy 2 lít trà sữa biến mất. David nhìn đến sững sờ. Tiếp theo, hai người đến công viên chèo thuyền, người khác đều rất bình thường. Còn anh thì lại bị vênh lên không trung. Bản thân anh còn rất vui vẻ hưởng thụ. Chơi nhảy cầu lại càng kinh khủng hơn. Anna vừa nhảy xuống thì mặt nước cũng bùng nổ. Cậu bé này còn bị làm cho bay lên tận cây cao. Nhưng David không hề nghi ngờ mà ngược lại, tình cảm của hai người mỗi lúc một tốt hơn, còn quyết định yêu đương nghiêm túc. David đặc biệt giới thiệu bạn gái Anna cho cậu bạn thân làm quen. Khi Anna đi đến, anh bạn thân bị dọa cho hết hồn hết vía bởi vì trong ấn tượng của anh David là một người cực kỳ để ý đến vẻ bề ngoài. Cho dù gặp được một cô nàng xinh đẹp bốc lửa thế này cũng chỉ vì món chân trỏ dài hơn ngón chân cái mà càm ràm cả ngày. Không chỉ bản thân thấy khó hiểu mà ngay cả người yêu cũ sau khi trông thấy cũng đặt ra câu hỏi về gu của David. Bản thân có chỗ nào không bằng cô ta chứ? Trước sự nghi ngờ của mọi người, David không thèm để ý mà còn cảm thấy bọn họ đang ghen tức. Cứ như vậy, quan hệ của hai người ngày càng mặn nồng, nhanh chóng tiến đến giai đoạn ra mắt phụ huynh. Bởi vì bố của Anna là ông chủ của David, trên bàn ăn David điên cuồng thể hiện năng lực làm việc của bản thân. Bố của Anna ngoài mặt rất hài lòng. Nhưng sau khi cô rời đi, ông lập tức trở mặt. Ông cho rằng David tiếp cận con gái ông chỉ vì tiền, muốn bước chân vào cửa nhà giàu mà thôi. Chẳng có ai thật sự thích một đứa con gái béo mập cả. David ngoảnh đầu sang nhìn Anna. Anh bỗng chốc tức giận, lớn tiếng chỉ trích. Tất cả sự tự ti của Anna từ trước tới nay đều là bởi vì có một người bố giống như ông, cô ấy đẹp đến nhường nào. Tôi yêu cô ấy nhiều như thế nào, một cô gái xinh đẹp như vậy mà còn muốn bới lông tìm vết sao. Bố của Anna không nói nên lời. Nhưng ông có thể chắc chắn một điều anh chàng trước mắt này yêu con gái của ông thật lòng. Ngày hôm sau, bố của Anna ở công ty thăng chức cho David lên làm tổng giám đốc. Cách cơ cấu này có vẻ rất thuận lợi nhưng đồng nghiệp đều biết David là một tên ưa vẻ bề ngoài. Họ khuyên anh đừng vì lợi ích cá nhân mà làm tổn thương một cô gái lương thiện. David rất hoang mang.
Để làm cho đôi mắt của anh khôi phục lại, bạn thân tìm đến thầy đã thôi miên cho David. Sau một hồi cầu xin, cuối cùng anh bạn cũng biết được cách hóa giải lời nguyền. Lúc này David đang dùng bữa cùng với Anna, đột nhiên xảy ra sự cố ngoài ý muốn. Cân nặng của Anna nhanh chóng làm sập ghế sofa. David nhanh chóng đến đỡ cô đứng dậy, tiếp đó tìm lễ tân của nhà hàng phàn nàn. Đúng lúc này bạn thân gọi điện thoại tới, anh nói ra câu hóa giải lời nguyền rồi cúp máy. Nhưng vừa xoay người lại thì thấy cô lễ tân trước mắt biến thành một ông chú. Không đợi anh nghĩ nhiều, ghế của Anna đã có một người phụ nữ béo mập đang ngồi còn ăn đồ bọn họ đã gọi. David muốn đến hỏi cho ra ngô ra khoai thì bản thân kịp thời đến ngăn anh lại. Ra bên ngoài, bản thân giải thích tất cả mọi chuyện cho David, tổng kết lại hồi ức trước đây. Cuối cùng anh đã thức tỉnh, anh bỗng rơi vào bối rối, bây giờ anh không biết nên đối mặt với Anna thế nào. Nếu như người yêu của bạn đột nhiên từ mỹ nữ sexy, nóng bỏng biến thành một cô mặt nặng 150kg, bạn sẽ làm thế nào? Chuyện này tôi cũng chưa biết xử lý thế nào. Bị thôi miên trong mắt chỉ nhìn thấy toàn các cô gái xinh đẹp mà hiện tại đôi mắt của anh đã mất đi phép thuật, phát hiện ra bạn gái của mình là một cô béo nặng 150kg. Anh bắt đầu trốn tránh đối phương. Cho dù có gặp mắt cũng sẽ che đôi mắt lại, nhưng ngay cả khi như vậy anh vẫn cảm thấy vô cùng áp lực. Sau đó David bắt đầu bỏ mặc Anna, tình cảm của hai người đi càng lúc càng nhạt. Ngày hôm ấy, bạn gái cũ tìm anh và hẹn cùng ra ngoài ăn bữa tối. Sau khi biết tin David đã được thăng chức, cô nắm chặt tay anh, biểu thị muốn quay lại từ đầu. Trùng hợp hình ảnh này bị Anna nhìn thấy. Cô đau lòng bỏ đi, nhưng không biết rằng David đã từ chối lời đề nghị của người yêu cũ. Hóa ra sau thời gian hẹn hò, David nhận ra người mà mình thích thật sự vẫn là Anna. Nghĩ đến đây, David định dùng điện thoại công cộng gọi cho Anna để giải thích tất cả. Hai người tình cờ gặp nhau ở sảnh, nhưng do David chưa từng nhìn thấy ngoại hình thật sự của Anna nên đã đi lướt qua cô. Anna lại càng thêm buồn. Cô bước chân ra ngoài mà lòng đau như cắt. Đúng lúc đó David gọi điện thoại tới. Trái tim của Anna tan nát rồi, muốn cắt đứt mọi liên lạc với David. Cũng vì thế mà anh mất đi công việc, để níu kéo, anh ta đến bệnh viện nơi cô thường làm việc. Đây là địa điểm hẹn hò đầu tiên của hai người. Lúc này có một cậu bé gọi anh đứng lại, trong phút chốc David không nhận ra. Thì ra trước đây bị thôi miên, trong mắt anh, cô bé là một thiên thần đáng yêu. Hiện tại, nhận ra đấy mới chính là dáng vẻ thật sự của cô bé. Anh ôm chặt cô bé vào lòng, cuối cùng cũng nhận thức được bản thân mình trước đây thật nông cạn, không thể vì ngoại hình của Anna mà làm thay đổi cách nhìn về cô ấy. Anh hạ quyết tâm nhất định phải theo đuổi lại Anna. Mặc dù ban đầu có hơi bỡ ngỡ, anh hôn luôn cô giúp việc của nhà Anna. David mặc kệ sự ngăn cản, xông vào trong nhà. Đây là lần đầu tiên anh chính thức thấy dáng vẻ của cô. David đã không còn là người trông mặt bắt hình rong. Anh bước lên phía trước, thân tình bày tỏ với Anna, sau đó còn làm mặt cười chọc cô vui vẻ. Người yêu trong mắt hóa tây thi, cuối cùng hai người trở về bên nhau. Dưới sự chứng kiến của mọi người, họ trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào. Thật sự là chẳng có ai sinh ra đã hoàn hảo. Dù nhiều, dù ít cũng đều có khuyết điểm, nhưng đừng vì những khuyết điểm đó và phủ nhận giá trị của họ. Giống như nhà thôi miên trong câu chuyện đã từng nói, vẻ đẹp tâm hồn có thể vượt qua mọi thứ tầm thường. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại!